Thưa với đại chúng, trong xã hội chúng ta ngày hôm nay có những người không bị ảnh hưởng về thần kinh nhưng vẫn có một cái lối hành xử thiếu văn hóa, thiếu đạo đức. Nếu như vì cái hành xử thiếu văn hóa, thiếu đạo đức của người ta mà chúng ta sanh lòng bực bội, chúng ta khó sống lắm, khó thở lắm. Trong một cái công ty chúng ta làm có phước thì được nhiều người thương, ít người ghét. Không có phước thì bị nhiều người ghét, ít người thương. Không hề có một chốn, một nơi nào mà có cả trăm người thương mình. Cũng không hề có một chốn, một nơi nào có trăm người ghét mình. Có 5-70 người ghét thì cũng có 20-30 người để thương. Có vài chục, 5-70 người thương cũng có 20-30 người để ghét. Trong tất cả mọi chốn, mọi nơi đều như thế cả. Nhìn lại trong ngôi nhà nhỏ của chính bản thân chúng ta, chỉ có vợ chồng vài đứa con. Nhưng rồi những đứa con có đứa cũng nghe lời, nhưng có đứa cũng không nghe lời. Xã hội rộng lớn này, thưa với các vị, nhiều và rất nhiều thành phần sống chung với nhau. Vì thế nếu như chúng ta cứ muốn và bắt buộc người khác phải nghe mình, phải thương mình, phải tôn trọng mình, thưa với các vị, chúng ta đau khổ ngay. Vì cuộc sống này không có như ý muốn, không như ý muốn. Có một chị nói rằng: con cảm thấy đau khổ, con làm trong ngân hàng, được trưởng phòng thì thương, nhưng phó phòng thì ghét. Nhưng con lại là người trực tiếp làm việc với phó phòng. Con không biết từ đâu mà có cái sự nó không như ý này. Thưa với các vị, rõ ràng là không phải một người mà tất cả chúng ta đều như vậy. Trong đời sống gần nhà chúng ta có cái chị hàng xóm rất dễ thương, nhưng cũng có ông hàng xóm bên cạnh rất là khó ưa, rất đáng ghét. Đừng nói ở công ty, đừng nói ở cơ quan. Nơi đó là chốn, là nơi để con người đấu tranh giành giật quyền lực và địa vị. Thì làm sao mà có chuyện không đấu tranh, không ghét bỏ nhau được. Trưởng phòng thương đôi khi mình làm việc tốt, phó phòng ghét đôi khi vì thấy mình quá thân thiết với trưởng phòng, sợ rằng một ngày nào đó cái chức phó của họ bị mất, bị rơi vào tay mình thì sao? Đó là một trong những cái thí dụ điển hình để chúng ta thấy rằng cuộc sống này quả thật nó có muôn ngàn điều bất như ý trong những điều như ý. Không có gì là tồn tại một cách yên bình, không có gì tồn tại theo cái nghĩ của mình, mà chính bản thân chúng ta phải tự tạo cái yên bình cho chính mình. Tự bản thân của chúng ta phải tự tạo cho mình vừa và phù hợp với cách sống, với hoàn cảnh xung quanh. Chứ đừng muốn hoàn cảnh xung quanh, con người xung quanh phải phù hợp với cách nghĩ của chúng ta. Anh chồng vì không hiểu cho nên không cảm thông, vì vậy thấy đau khổ, thấy bực bội với lời chửi của người điên. Nhưng khi được vợ phân trần, được vợ cho biết rằng đó là một người hoàn toàn không tỉnh táo, lúc đó anh ta cảm thông. Và cũng với lời chửi đó, cũng với con người đó, nhưng khi đã cảm thông, đã thương được rồi, đã hiểu người ta rồi, tự nhiên mình chấp nhận được người ta. Thay vì trước đây nghe người ta chửi là mình bực bội, mình khó chịu, mình hằn học, thì bây giờ cũng nghe chửi, nhưng lời chửi đó không làm mình giận, không làm mình tức, nhưng lời chửi đó khiến cho mình thương người chửi nhiều hơn, và lòng mình cầu nguyện cho người ta thức tỉnh, cho người ta có một cuộc sống bình thường như mọi người. Cũng vậy, trong đời sống này chúng ta chỉ cần hiểu một điều: những ai đang làm khó, những ai đang làm khổ ta, họ đã và đang rơi vào trong một cái hoàn cảnh không tốt, không tốt. Họ đang đau khổ, họ đang bực bội, họ đang khó chịu. Thế cho nên họ mới gửi gắm những lời nói, họ gửi gắm cái hành động
đem đến cho mình đó là sự bất an và đau khổ. Mình chỉ cần hiểu, cảm thông được hoàn cảnh của họ, tự nhiên mình không đau khổ bởi những điều không tốt mà họ đưa đến cho mình. Một điều nữa, thông qua hình ảnh của người chồng và vợ, Minh Thiền gửi đến đại chúng thế này. Anh chồng chưa bao giờ đi chợ, anh chỉ đến công ty, đến cơ quan, đến nơi chốn anh làm việc, làm từ sáng đến chiều, về rồi gác tay lên trán, hoặc là nằm coi tivi, coi bóng đá. Chỉ có vợ là người có thể chu toàn mọi thứ trong gia đình, để rồi lo mọi việc, chăm sóc chồng, nuôi dạy con cái. Và có những người chồng không hiểu được cho vợ của mình cuộc sống ở nhà gặp biết bao nhiêu là khó khăn. Đến một ngày mình ra chợ rồi, mình bị thiên hạ chửi rồi á, mình mới biết rằng đó là chốn thị phi. Chỉ cần ta có cái hiểu sâu sắc một chút, một ngày nào đó ta thấy vợ ta khó chịu, thấy vợ ta bực bội, ta hiểu rằng chắc là có một người nào đó đã đối xử không tốt với cô ấy. Và lúc này là lúc ta cần thể hiện tình thương, quan tâm, chăm sóc cô ấy nhiều hơn, là chúng ta lại đem sự bất an, khó chịu đến với cô ấy nữa. Trong đời sống hôn nhân gia đình, chỉ cần vợ và chồng thấu hiểu được người bạn đời của mình đang gặp, đang đón nhận điều gì tốt hay không tốt, chúng ta chỉ cần có cái nhìn thấu đáo để an ủi, để chia sẻ, thì giữ gìn được tình cảm, giữ gìn được hạnh phúc lâu dài. Còn nếu như chúng ta không hiểu, chúng ta không cảm thông, chúng ta không có những cái hành động, lời nói để an ủi, để vỗ về, để chăm sóc, thì thưa với các vị, đổ vỡ hạnh phúc. Và ngày nay Minh Thiền thấy giới trẻ hạnh phúc ít lắm. Thời ông bà xưa, những vị lớn tuổi ở đây, các vị sống thiếu phương tiện, thiếu vật chất, nhưng đôi khi lại có một gia đình ấm im hạnh phúc, có những đứa con rất là ngoan. Ngày nay xã hội tiến bộ, kinh tế phát triển, con người ta cũng giàu có, nhưng lại thiếu sự quan tâm, chăm sóc nhau, vì vậy không có hạnh phúc. Có một chị, khi mọi thứ mất hết rồi đó, chị mới nói rằng, khi mất hết tất cả, nhưng con tìm lại được tất cả. Thưa với thầy, tại sao con nói như vậy? Trước đây gia đình con mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm, vì công việc, vì kiếm đồng tiền. Chồng thì sống và làm việc của chồng, vợ sống làm việc của vợ. Thế rồi vợ chồng con cái không có một ngày ngồi lại để chung mâm cơm với nhau. Con cái theo đó nó cũng hư hỏng, vì nó không được sự giáo dục của cha mẹ, được giáo dục của cha mẹ hư. Cho đến khi trong tài khoản có được vài chục tỷ dư giả, nhưng hạnh phúc không có. Rồi công việc làm ăn không như ý, mọi thứ nó đứng lại và nó lao dốc, mọi thứ mất hết. Từ cái việc sống ở biệt thự, ở villa, trong tài khoản có hàng trăm tỷ, đi siêu xe, tất cả mọi thứ mất, đến khi phải thuê nhà trọ sống, nợ đầy đầu. Nhưng con cảm thấy lúc đó hạnh phúc, vì lúc đó vợ chồng ngồi lại với nhau, con cái ngồi lại với nhau và có tiếng nói cùng với nhau. Như vậy thì chúng ta nói rằng không phải khi ta mất tất cả, khi ta nghèo nàn ta mới có hạnh phúc, mà khi giàu có thì chúng ta không có được hạnh phúc. Thưa thế này, khi giàu có chúng ta có nhiều điều kiện, có nhiều cơ hội để hạnh phúc hơn. Nhưng lúc đó chúng ta không đủ thức tỉnh, không trân trọng tình cảm, mà chúng ta chỉ nghĩ tiền và tiền. Vì vậy chúng ta xem nhẹ mọi thứ, để rồi khi mọi thứ nó mất hết, đồng tiền mất đi, thì chúng ta mới sực tỉnh lại rằng cuộc sống này đồng tiền nó là phụ thôi, tình cảm gia đình mới là cái quan trọng, cái cần phải giữ. Người ta nói rằng giữ của cải, giữ tiền bạc là cái cần giữ, nhưng cái quan trọng hơn đó chính là giữ được hơi ấm của gia đình. Giữ được hơi ấm có nghĩa là giữ được hạnh phúc, thưa các vị ạ. Nói như vậy chứ đừng nghĩ là thầy Minh Thiền khuyên Phật tử nghèo nàn nha.
Thầy Minh Thiền khuyên Phật tử phải giàu có. Giàu có, vì mình giàu có thì mình mới có thể đóng góp cho đạo, cho đời nhiều hơn. Còn mình nghèo nàn thì mình không đóng góp được gì đâu. Nhưng mà thưa, nếu mình không đủ giàu có thì mình cũng có thể hy hiến cho cuộc đời trái tim yêu thương, đôi tay giúp đỡ, đôi tay giúp đỡ. Thưa đại chúng, rồi tất cả chúng ta cũng có thể trở thành người điên, để đem những lời nói, những hành động không tốt, không thiện lành gửi gắm đến người khác. Hình ảnh của anh chàng điên ở giữa chợ chửi bới người khác, chúng ta cảm thấy đó là một người điên, nó không tỉnh, cho nên nó cứ lèm bèm, nó cứ nhảy nhép để chửi người này, nó xỉ vả người kia. Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại, thật sự hình ảnh đó là hình ảnh chung của tất cả chúng ta. Phút giây nào chúng ta không đủ bình tĩnh, không làm chủ được mình, chúng ta chửi bới người này, chúng ta mắng nhiếc người kia, chúng ta thù ghét người nọ, thì thưa lúc đó ta điên hay là ta tỉnh ? Ta có phải là người điên không? Điên đấy. Vì vậy, cái quan trọng là chúng ta cần phải bình tĩnh trước mọi thứ, để mình không phải trở thành kẻ điên, để không phải đem những hành động và lời nói khiến người khác phải bất an và đau khổ. Và một điều đơn giản Minh Thiền muốn nói với đại chúng, nếu như trong cuộc sống ta làm người khác khổ vì lời nói hay hành động, chúng ta đang là người điên. Vì vậy mà khuyên nhau rằng phải ráng làm người tỉnh. Người tỉnh là người làm cho người khác được bình yên, làm cho người khác an vui. Người điên là làm cho người khác đau khổ bằng lời nói, bằng hành động. Vì vậy hãy ráng chọn cho mình cách sống là làm người tỉnh giữa cuộc đời, để những người tiếp xúc, những người đối diện với chúng ta, những người sống cùng với chúng ta, họ luôn có nụ cười ở trên mặt. Đồng ý không? Đồng ý không? Nói thì nói vậy chứ có những lúc mình cũng nông nổi, mình cũng bột chọt dữ lắm. Bản thân của Minh Thiền cũng vậy, nhiều khi có những cái giận, có những cái bực bội, khó chịu mà mình đổ thừa là ồ, nó từ trên trời rơi xuống. Ông thưa không phải vậy đâu, do mình không làm chủ được mình thôi. Nhiều khi ở chùa có mấy chú mình nói một tiếng nó không nghe, mình cũng bực lắm chứ, mình cũng giận ghê lắm chứ. Cái có nhiều chú nó lèm bèm, nó nói nhỏ với nhau là ông thầy ông dạy đừng có sân, mà ông sân như gì. Lúc đó mình phải chống chế, mình phải biện hộ cho mình nói thầy không phải sân, chẳng qua là vì thương tụi con cho nên thầy phải giả bộ đóng mặt làm hộ pháp, le lưỡi làm tiêu diện trọng mắt vậy thôi, chứ đó là lòng từ bi đó. Thật sự mình đó, mình nói lấp liếm để mình bảo hộ mình thôi, chứ mình đang nóng thiệt. Cho nên mình không khéo thì cái giận hờn, cái trách móc, cái bực bội nó có sẵn trong người mình, phút giây nào nó bộc phát, nó thiêu đốt người đối diện ngay. Vì vậy phải lúc nào cũng đủ tỉnh táo. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới nói sống trăm năm mà không có tình thương chi bằng sống một ngày mà có tình thương, sống trăm năm mà không tu thiền định thì chi bằng sống một ngày mà có thiền định, sống trăm năm mà ngu dốt vô minh thì cũng không bằng sống một ngày mà có trí tuệ. Đức Phật muốn đề cao tình thương, thiền định, trí tuệ, tức là Đức Phật đề cao cách sống của chúng ta, cách hành xử của chúng ta trong cuộc đời này. Chúng ta sống lâu, sống 100 năm nhưng không đem lại được lợi ích cho cuộc sống của bản thân mình, không đem lại niềm vui cho người khác, trăm năm đó trở thành vô nghĩa. Chúng ta chỉ sống đôi mươi năm, năm 70 năm thôi, nhưng chúng ta có nhiều ngày tháng để đem lại niềm vui hạnh phúc cho người và tu tạo công đức cho bản thân, đó mới là một đời sống thật, thật đáng sống. Đáng sống. Có một ông vua
ổng mới hỏi người cận thần của mình: ta nghe nói Khanh rất là thông thái, vậy thì Khanh có thể trả lời cho ta biết được làm thế nào để ta giữ ngai vàng này mãi mãi? Lúc đó quan cận thần ông ngồi yên suy ngẫm một tí rồi mới nói: thưa bệ hạ, thần nên nói để lấy lòng bệ hạ hay thần nên nói thật cho bệ hạ biết? Ông vua ổng rất ngạc nhiên vì người cận thần hỏi lên mình câu hỏi rất lạ kỳ như vậy. Vua nói: nếu nói để lấy lòng ta, Khanh sẽ nói như thế nào? Cận thần thưa: thưa bệ hạ, đó là câu nói trái với sự thật, là câu nói mà bản thân của thần không muốn nói, là câu nói để tân bốc cho nhà vua được vui. Đó là: ngài là một vị vua anh minh sáng suốt, ngài sẽ ngồi trên ngai vàng này và trị vì giang sơn thiên thu mãi mãi. Vua nói: còn nếu Khanh nói theo sự thật thì thế nào? Đó là câu nói chối tai, là câu nói có thể khiến cho vua ban cho thần một cái chết, nhưng đó là câu nói thật lòng thần muốn nói. Tôn bệ hạ, chiếc ngai vàng này không của riêng ngài, chiếc ngai vàng không của riêng ngài. Và thưa đại chúng, rõ ràng là như vậy, cuộc sống này không phải của riêng chúng ta, mà của riêng chúng ta. Ngày xưa có một vị nói đất nước này là không của riêng ai, không của riêng ai. Cận thần nói ngai vàng này không phải của riêng ngài, để nói rằng trước ngài đã có nhiều và thật nhiều những vị hoàng đế ngồi trên chiếc ngai vàng này rồi, và sau ngài sẽ cũng có những vị hoàng đế ngồi trên chiếc ngai vàng này để trị vì. Giang sơn này trong hiện tại được xem là của ngài, nhưng vốn dĩ không phải là của ngài. Vua nghe câu nói của cận thần hiểu được một điều là đúng, chiếc ngai vàng này, giang sơn này không phải của riêng ta. Nhưng cái quan trọng là có thể để lòng dân hiểu và tôn kính nhà vua, hay là để cho dân phải than oán, để cho dân phải ghét bỏ nhà vua, đó mới là điều quan trọng để vua có những chính sách ban hành để ổn định đời sống, chăm lo cho dân, hay là trở thành một vị hoàng đế thiếu sáng suốt để cho dân phải đối khổ lòng than. Ngồi trên ngai vàng không cần lâu, nhưng cần là những chính sách để cho đất nước phát triển. Cuộc sống này cũng vậy, không cần sống lâu, nhưng sống làm sao cho có ý nghĩa. Đừng cầu sống lâu, sống lâu mà sống không có ý nghĩa, đời sống đó hoang phế thời gian, chỉ tốn cơm tốn gạo của cuộc đời, không được gì đâu. Giang sơn này không phải của vua, nhưng vua muốn lấy được lòng dân thì vua phải là một vị vua sáng suốt anh minh. Cũng vậy, cuộc sống không phải của chúng ta, và chúng ta không phải ngồi ở cuộc đời này tồn tại nơi đây mãi mãi, nhưng hãy sống hết lòng, sống chân tình, làm tròn vai trò trách nhiệm bổn phận của mình trong từ trường hợp, hoàn cảnh, địa vị, trong mỗi hình thức mà mình đã và đang gánh vác. Mình làm cha, làm chồng phải có trách nhiệm, phải làm cho vợ mình được hạnh phúc, phải là điểm tựa cho những đứa con. Mình làm vợ, làm mẹ thì phải có bổn phận trách nhiệm chăm lo cho chồng và nuôi dạy con cái. Như vậy thì trong từng cái vai trò, vị trí của mình, mình thực hiện tốt, thưa với các vị, đó là một đời sống có ý nghĩa, một sự sống trọn vẹn. Nếu không được như vậy thì thưa với các vị, giữa cuộc sống này ta coi lại mình đã và đang làm được gì trong từng cái cương vị, từng vai trò của mình đã gánh vác trong thời gian qua và trong hiện tại.
Có những người làm mẹ nhưng không tròn cái trách nhiệm bổn phận để nuôi dạy con cái. Có những người làm chồng nhưng không tròn được cái nghĩa tình của một người chồng dành cho vợ. Có những người làm con nhưng không tròn được hiếu đạo đối với cha mẹ. Thưa, như vậy thì rõ ràng là chúng ta không thực sự đang sống cho cuộc sống của mình. Có một người đến hỏi một nhà thông thái rằng: thưa Ngài, tôi nghe nói Ngài là một người rất thông thái, có đầy đủ trí tuệ, Ngài rất sáng suốt, chuyện gì Ngài cũng biết. Vậy thì Ngài có thể cho tôi biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Thưa, ai trả lời được khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu? Câu hỏi khó đúng không ạ? Rất khó. Nhà thông thái mới nói: khoảng cách giữa trời và đất chỉ độ tầm 1 mét. 1 mét thôi. Ông kia ông không chịu với câu trả lời đó. Ông nói làm gì có chuyện đó. Con người sinh ra và lớn lên đã là hơn 1 mét rồi, tại sao Ngài nói khoảng cách giữa trời và đất 1 mét? Vậy con người đổi trời mà sống à? Nhà thông thái trả lời rằng: con người hơn 1 mét, nhưng muốn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc đời, thì phải biết cúi đầu hạ thấp mình xuống. Phải biết cúi đầu hạ thấp mình xuống. Câu nói này rất là hay. Chúng ta thường ngẩng cao đầu để vênh váo, để tự hào, để khoe mẽ về bản thân, khoe mẽ về thành tích của mình. Và sau những cái khoe mẽ đó là chúng ta tự tôn bản thân mình, nhưng rồi đè bẹp, hạ bệ danh dự, nhân phẩm của người khác. Có những lỗi lầm nhưng chúng ta không biết cúi đầu để nhìn nhận. Chúng ta cho đó rằng điều không đáng bàn đến, điều không đáng nói, lỗi lầm đó không là gì quá đáng. Có những mối giao hảo, chúng ta cho rằng người khác phải cần nơi tôi, người khác phải dựa dẫm tôi, người khác phải nhờ vả tôi. Và cuối cùng chúng ta không hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy người có trí tuệ, người thông thái, họ dạy chúng ta rằng phải biết cúi đầu để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Cúi đầu trước những lỗi lầm của mình, trước những điều mình chưa làm được cho cuộc đời này. Mình phải tự hổ thẹn về nó để mình cố gắng làm tốt hơn. Cúi đầu ân cần để đón nhận những mối tình cảm liên hệ trong đời sống, tình của cha mẹ dành cho con cái, tình con cái dành cho cha mẹ, tình của bằng hữu dành cho nhau, tình của đối tác dành cho nhau. Tất cả đều phải cúi đầu và xem trọng người khác. Nên nhớ, ta xem trọng người, ta thương yêu người, thì người xem trọng và thương yêu ta. Giá như người không đối xử tốt là xem trọng và thương yêu ta, thì người cũng không thể thù ghét ta được. Chúng ta cứ muốn người khác xem trọng, muốn người khác thương yêu, muốn người khác phải xem mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng thưa với các vị, không phải là như vậy. Cuộc sống vẫn đẹp nếu một ngày không có chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng không có chúng ta cuộc đời này sẽ đen tối, không có chúng ta mặt trời sẽ không lên ở hướng đông và không lặn ở hướng tây, không có chúng ta thì mùa xuân sẽ không có hoa thơm cỏ lạ. Thưa, không phải là như vậy đâu. Không có chúng ta thì cuộc đời vẫn đẹp sao? Cuộc đời vẫn tốt và nó vẫn diễn ra như mọi ngày. Trăng vẫn lên và hoa nở vẫn mỗi ngày thôi. Vì vậy đừng quá tự cao, đừng có vênh váo giữa cuộc đời. Không khéo chúng ta đánh mất mình, đánh mất đi tất cả những cái tình cảm rất là đẹp trong đời sống. Có một anh chàng tự cho mình là tài giỏi, có thể giải quyết được mọi việc. Vì thế chuyện gì trong làng, trong xóm, anh cũng đứng ra làm người để chủ động giải quyết mọi thứ. Và rồi có một vài việc anh giải quyết, anh làm được các vị.
Nhưng từ đó anh cứ thấy rằng tất cả những người trong làng, trong xóm này đều là những người ngu, những người không thông minh. Chỉ có mình tôi thông minh thôi. Vì vậy anh gặp người lớn tuổi hơn, anh cũng không cúi đầu để chào. Anh gặp những đứa trẻ, anh cũng không nở được một nụ cười. Vì trong mắt của anh chỉ có mình tôi thông minh thôi. Tất cả mọi người đều ngu dốt. Rồi anh không buồn để tiếp xúc, anh không thèm quan tâm với cuộc sống của những người xung quanh nữa. Và cuối cùng kết quả đến với anh thì như thế nào? Mọi người xa lánh anh hết. Mọi người xa lánh anh hết. Đó là một câu chuyện nhỏ, nhưng để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta quá tự cao về bản thân của mình thì người khác không gần chúng ta được, không tiếp xúc với chúng ta được. Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở chỗ là chúng ta phải đề cao mình. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở chỗ là chúng ta hãy sống như thế nào để cho những người xung quanh họ tự đề cao chúng ta. Mình đừng đề cao mình, nhưng hãy sống để người khác đề cao mình. Hãy sống để người khác tôn mình lên. Mình đã hiểu và sống đúng ý nghĩa của cuộc đời. Đồng ý không?